những chiếc khăn đội đầu, hay những bộ váy áo bằng vải lanh xanh màu tràm thoảng hương rừng núi. Đó là đời sống, là nét đẹp và là niềm tự hào của những người phụ nữ Giao Tiền, được họ nâng niu và gìn giữ qua từng thế hệ. Giống như người Mông, người Tây hay nhiều dân tộc khác ở vùng núi phía Bắc, trang phục truyền thống của người Giao Tiền cũng được làm từ vải lanh. Với họ, đây là thứ vải thiêng liêng, vừa gắn bó với cuộc sống nơi rừng núi, vừa là một món đồ không thể thiếu trong những dịp quan trọng nhất của người Giao Tiền. Thế nhưng cái làm nên sự độc đáo cho những bộ trang phục của người Giao Tiền lại không nằm ở kỹ thuật dệt lanh, mà là ở kỹ thuật vẽ sáp ong, nhuộm tràm và thêu thùa. Những tấm vải lanh trắng sau khi được mua ở chợ về sẽ được vẽ sáp ong lên trước để định hình các họa tiết. Vào mùa hạ và mùa thu, những người đàn ông vào rừng lấy sáp ong mang về đun nóng để lọc lấy sáp cho mẹ, cho vợ, may quần áo. Trên chiếc váy của những cô gái người Giao Tiền, các họa tiết sẽ ôm tròn dưới chân váy. Chủ yếu là các hình tam giác, hình tròn được in sáp ong bằng những dụng cụ chuyên biệt, tỉ mẩn và khéo léo. Với những khúc vải không có họa tiết, sau khi mua ở chợ về sẽ được đem đi nhuộm tràm luôn. Còn với những chiếc váy hay khăn đội đầu thì phải mất đến vài ngày mới xong công đoạn in sáp ong. Lúc ấy mới có thể đem đi nhuộm tràm. Công việc nhuộm tràm khá phức tạp với nhiều công đoạn. Đầu tiên, những cây tràm được trồng trên nương và thu hoạch vào tháng 5, tháng 6, tháng 7 âm lịch. Cây tràm cắt về ngâm trong nước, vớt bỏ bã, tiếp tục cho vôi vào đánh cho tan. Qua quá trình lắng đọng sẽ được cốt tràm. Khi sử dụng, sẽ lấy nước lọc cho hòa với cốt tràm để có nước tràm nhuộm vải. Phải được ngâm trong nước tràm khoảng 20 phút, rồi vớt ra, vắt nước, đem đi phơi nắng.
Công đoạn này được lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi có được màu ưng ý mới thôi. Và thường phải kéo dài từ 20 đến 30 ngày mới cho được một tấm vải có màu đẹp. Đây cũng là lúc để đánh giá sự khéo léo của một người phụ nữ giao tiền. Những cô gái giỏi giang là những cô gái nhuộm được những thước vải đẹp, màu đều và đặc biệt dưới những lớp sáp ong phải giữ được màu trắng ngà nguyên bản của vải lanh, không được lẫn chàm loang lổ. Vải nhuộm chàm vừa bền đẹp lại đứng dáng, mặc đi chơi hay mặc lên nương đều thuận tiện. Những cô gái giàu tiền, 11, 12 tuổi đã bắt đầu theo bà, theo mẹ, học nhuộm vải, học thêu váy. Đến khi nào thêu được cho mình một bộ váy hoàn chỉnh, đẹp đẽ là đủ tuổi để đi lấy chồng. Khi trở thành người mẹ trong gia đình, những người phụ nữ giàu lại tiếp tục may quần áo, may khăn đội đầu cho chồng, cho con trai, chuẩn bị váy áo cho con gái một mai bước về nhà chồng. Hàng trăm năm qua, biết bao thế hệ người phụ nữ giao tiền đã gìn giữ nếp sống ấy. Những người phụ nữ giao tiền thường tranh thủ lúc nông nhàn hay một giờ nghỉ trưa giữa nương nắng chói mang đồ ra thêu. Sáng mùng 2 Tết, những người phụ nữ trong bản cùng tập trung nhau lại thêu thùa may vá. Các bà, các mẹ lại chỉ cho các cô gái trẻ cách thêu họa tiết, cách vẽ sáp ong, cách để gìn giữ lại những nét đẹp văn hóa hàng trăm năm qua của dân tộc mình. Giữ lại bằng những tấm vải lanh nhuộm chàm thoảng hương núi rừng, bằng những đồng tiền kêu leng keng phía sau cổ áo. Bà ơi, bà đang thêu cái gì đấy ạ? Thế làm thế nào để mình biết là cô gái này thêu đồ đẹp ạ? Những cô gái mà thêu đẹp ấy ạ, vâng. Thì có phải là đi đâu cũng sẽ được mọi người vâng, đi đâu cũng được mọi người thích. Bà ơi, thế cho con thử thêu nhé, bà dạy con thử thêu thử vâng. Nhé. Thank you.
xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, nơi sinh sống của hơn 80 hộ người Dao Tiền. Phụ nữ Dao Tiền ở nơi đây không chỉ thêu thùa, may vá cho chồng cho con, mà họ còn làm kinh tế từ chính những nét văn hóa độc đáo này của dân tộc mình nhờ du lịch. Những người phụ nữ ở đây lập ra một tổ thêu thùa để trình diễn nghệ thuật nhuộm chàm và may vá, đồng thời thuyết minh cho du khách về đời sống văn hóa, phong tục tập quán phong phú của người Dao. Cũng từ đây, những sản phẩm thủ công thơm mùi chàm của người Dao Tiền được biết đến nhiều hơn, trở thành một món quà mang đi muôn nơi. Sau khi mà đem các cái bộ trang phục được làm thủ công và làm du lịch thế này thì cái phản hồi của du khách như thế nào? Khi mà các chị đem cái bộ trang phục truyền thống này vào làm du lịch thì cái vị thế của người phụ nữ Dao Tiền trong đời sống cũng như là cái chất lượng cuộc sống có được cải thiện nhiều không ạ? Chị ơi, lúc nãy em được nhìn các chị thêu những chiếc váy thì em cũng rất là muốn thử, thì chị có thể cho em thử một bộ được không ạ? Được ạ. Đi chị em về nhà. Phải được khoác trên mình bộ trang phục được làm bởi bàn tay của những người phụ nữ Dao Tiền thì ta mới có thể cảm nhận được hết cái tinh tế, cái tỉ mẩn trong kỹ thuật nhuộm chàm và thêu của những người phụ nữ Dao Tiền ở đây. Hy vọng rằng với việc giữ gìn những nét đẹp văn hóa gắn liền với phát triển du lịch thì nghề nhuộm chàm và thêu của người phụ nữ Dao Tiền nói riêng cũng như những nét đẹp văn hóa khác sẽ được trường tồn cùng với thời gian. Để tìm hiểu về nghề nhuộm chàm của người Dao Tiền, bạn có thể ghé thăm xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng 40 km. Đến đây, bạn còn có thể tìm hiểu về đời sống của bà con dân tộc Dao Tiền với những nét phong tục tập quán và sinh hoạt tín ngưỡng vô cùng độc đáo.